Đi con, đi, đi ra đây. Sư phụ tắm mà lạnh quá sư phụ ơi. Mới sáng mà sư phụ tắm mà lạnh quá. Nhưng mà không tắm đâu có được. Không tắm dơ quá. Không tắm dơ quá con ha. Còn mà không tắm nhỏ dơ dơ sư phụ đâu có chịu nào quý đâu. Đó, bây giờ bắt máy sấy cho con nghe. Không tắm dơ con sư phụ có chịu nào đấy. Nè, con phải thấy cho con nè. Đó. Thấy không? Cưng vậy thôi chứ. Cưng vậy thôi chứ. Còn đòi gì nữa đây, cậu. Thấy không? Thời mát ấm chưa? Ấm quá đi chứ. Mới sáng mà sư phụ bắt con đi tắm mà. Tắm dài rồi con. Tắm ăn tết cho con nha. Tắm ăn tết nha. Đã quá nè. Nghiệp sĩ đã quá nha con. Sư phụ bắt con đi tắm á. Tắm trong tết rồi con nha. Đó. Đã không? Rồi, xin cho nó thơm. Xin cho nó thơm lắm nha. Phải. Phải. Sáng tắm là ăn tết mà, heo con. Chịu khó lạnh chút xíu rồi đi. Tắm sạch sẽ ăn tết, nghe con ha. Hôm nay coi đường tết Việt Nam á sư phụ. Nè. Nè không? Mình quá không? Mình quá bây giờ chạy ra trước đi, chạy cho nó hết ước đi nghe. Chạy trước đi cho nó hết ước đi. Chạy đi kiếm mạng cho nó hết ước đi rồi. Để vô nha. Sư phụ đang sấy mền cho con đó nha. Tắm sư phụ sáng sớm mà sư phụ bắt con tắm á. Tắm mà ta còn chết đó sư phụ ơi. Âm độ mà sư phụ bắt con tắm á. Con nha. Rồi. Chạy ngồi ngồi đi. Chạy ngồi ngồi đi. Chạy ngồi ngồi sư phụ quá cũng cũng. Ui da. Chạy ngồi 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 ngồi. Chạy. Chạy sư phụ. Chạy đó vô đây nè, chạy chạy bộ đi, chạy bộ, chạy bộ. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Chạy 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 mạnh lên, chạy mạnh lên sư phụ luôn. Chạy chạy nè, đó đó đúng rồi. Chạy 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 nữa, chạy nữa, chạy nữa, chạy mấy vòng nữa con. Chạy 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 mấy vòng nữa đi, để lên. Chạy chạy cho nó khô, cho nó ra mồ hôi đi. Sáng sớm mà sư phụ bắt tắm mày. Chạy đi con, chạy 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 mạnh lên, chạy mạnh lên, chạy mạnh lên. Chạy 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 đi, chạy đi, chạy chạy đó đúng rồi. Vỗ 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 cho nó hết nước con. Vỗ vỗ vỗ. Sáng sớm mà sư phụ bắt tắm mày. Vậy mới được chứ, hiểu không? Phải sạch sẽ, tết là phải sạch sẽ con ha. Tới ta bồng con sao? Biết không? Cho sạch sẽ đi, cho xe sư phụ sạch sẽ. Thấy con ha. Rồi, chạy, chạy, chạy. Chạy mà lên, vô. Vô, vô, vô. Chạy. Rồi, đi sư phụ vô lấy bàn đeo cho nghe. Từ từ mới vô. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá,
Lạnh sư phụ ơi, lạnh sư phụ. Chơi sư phụ mới sáng sớm mà sư phụ bắt con tắm mà con chết sư phụ ơi. Sư phụ chơi con ha. Sư phụ chơi cục cưng sư phụ ha. Nhưng mà không tắm không được con ơi. Không tắm dơ lắm. Không tắm dơ lắm sư sư ơi. Sư sư à. Bây giờ sư sư lại đây nè, sư phụ cái vàng vô nè. Sư phụ mặc áo nè. Không? Đó, sạch sẽ rồi, bữa nay sạch sẽ rồi đó. Con sớm là sạch sẽ rồi đó, thấy không? Coi bao nhiêu phao nghe. Rồi đeo lên cân cho bao nhiêu ký này. Bao nhiêu phao đây, đeo lên để sư phụ bán được chưa, sư phụ đi ngã được chưa. Lấy sư phụ coi coi. Đâu rồi, cái đường nữa nè. Lấy đàng hoàng coi. Mấy phao rồi đây. Trời ơi, con có 10 phao à sư phụ ơi, con có 4,5 kg hà. Chưa được 5 kg nữa. Chưa được 5 kg, bán ra con bao nhiêu tiền. Chưa được 5 kg thôi mà, thấy không? Con nằm xuống đây, con nằm xuống, sư phụ canh lên coi. Con bao nhiêu phao để sư phụ liệu, sư phụ cho ăn. Nào nằm hoang. Đừng có dẫn sư phụ, nằm như yên đi, bao nhiêu phao kỹ coi. 10 phao đúng rồi. Có 4,5 kg hà. Trời ơi, cái đầu này 1 kg à. 3 kg à, 4,5 kg hà sư phụ ơi. 4,5 kg hà. Sư phụ coi cách nào sư phụ. Làm cái gì cái đẹp xin cho con nè. Cái đẹp này nghe. Cái sao còn làm sao cái đẹp. Con đeo cái đẹp trước đi. Nghe. Đây là mã não kim cương. Cái chơi đẹp lắm. Cái bộ à. Cái chơi đẹp lắm đó, sư phụ à. Dạ cái chơi đẹp lắm đó, sư phụ ơi. Thấy không. Cái chơi đeo vàng là đẹp không. Mình muốn đeo đây hay đeo đây. Mình muốn đeo ngang mắt không vậy. Không thì vừa không. Không thì không vừa. Hôm nay hai mình đang ngán bụng, chắc có dòng eo. Cái ngán bụng chứ có eo. Còn phải không con? Cái ngán bụng chứ có eo phải không được. Chạc. Chạc cho con có đi được chứ phổ. Chạc chứ phổ. Ơi. Nghe cái đường gì đi ha. Cuối cùng chỉ được cổ thôi ha. Chứ phổ ơi.
con xin em được có cảm cáo à sư phụ ơi, sư phụ cho con em chỗ khác mà con chết liền á, chết liền á sư phụ ơi. Mà chú phụ giả không có làm thuần nha, tụi con nghiên cứu này sao này, sao này. Xe quá trời nhẹ hơn, và con có xe xe có vàng nhiều hơn. Xe xe nhiều vàng lắm đó bà con ơi. Không biết mất chất sao để đưa đây nè. Đủ thấy đường đâu. Nào sao bức sẽ dây vàng nữa. Xe xe đem nhiều quá cho một ơi, đem nhiều quá này không xe xe cho một ơi, không được cho cái ca bổng không, ca bổng cho ca nha, ca bổng dừa nè, ca bổng dừa cho một, ca bổng đi, ca bổng nha, nghe không? Đừng ăn bụng nha. Cái bụng dừa nè. Không phải đường nữa nè, nó kiếm ra nè. Tết rồi. Tết tới rồi mình có chức vụ lạnh quá, chức vụ đâu có đi ra đường, mà chức vụ mua dây cho con phải không? Chức vụ đâu có ra đường đâu, chức vụ mua dây cho cục cân phải không? Nghe ăn bận đi nghe, con gái này giàu mà ha. Lấy nhà giàu mà đau cổ, đau bụng một tùm lum mít trên luôn. Lấy nhà giàu mà cho bụng. Đó, lấy nhà giàu cũng được. Thế thì con không được. Không được sư phụ ơi. Con nó kỳ lắm sư phụ ơi. Kỳ lắm. Đau bụng con không được sư phụ ơi. Không thấy đường nè, không thấy một cực chứ bụi không? Cái đường đâu? Không được, thôi đeo xả cho ta. Đeo xả cho ta chứ bụi nè. Cái đeo xả cho ta. Đeo xả cho ta. Bây giờ thì để dành đi con ha. Bỏ cho họ vào để dành. Em sợ thôi sư phụ ơi. Để sư phụ đi kiếm đồ con, sư phụ lỗ tai cho con nghe. Sổ lỗ tai cho nghe. Nghe không? Đó. Sư phụ kiếm đồ, sư phụ sổ lỗ tai cho nghe. Nghe không? Sư phụ kiếm đồ, sư phụ xỏ lỗ tai cho con. Sáng tắm rửa rồi đó mọi người ơi. Sáng xe thơm tho rồi đó. Chuẩn bị ăn Tết đó mọi người. Đó, vũ đi, vũ đừng vô nhà. Sáng là xe thơm tho rồi đó mọi người ơi. Xe chuẩn bị ăn Tết đó mọi người ơi. Vô không? Bây giờ xe vô chưa? Vô không? Đi. Rồi.
Rồi thích xe lại chỗ ngủ đi. Cái phụ sấy đợt cái mền cho con đó. Đó, có cái máy sấy rồi đó, đi đi. Ngon lành luôn á. Đó, có máy sấy rồi đó. Đúng rồi đó. Làm chó cũng có phước hay không? Sanh ra nơi này con chó có phước hay không con? Đi ra đây cho phụ trải cho, đi ra, ra. Ra cho phụ trải cho nó xuyên lên áo. Rồi, vô. Vô. Rồi. Nghe không? Giờ trùm mà lại hen. Trùm mà lại ngủ nghe, sư phụ giảng không có sủa ông trùm nghe. Sủa ông trùm là sư phụ đọc nghe. Đó, tắm rửa sạch sẽ, mát mẻ, xanh sao rồi he. Chút miệng, chút bờ, mắt ra rồi. Ấm không thấy không? Vừa có máy hít, vừa có... Rồi, trùm mà lại ngủ. Nghe không? Sư phụ đi giảng nghe. Rồi, sư phụ tắt máy hết nghe. Ấm này sư phụ tắt máy hết nghe. Rồi. Sướng quá nè. Ai sướng bằng xe xe không? Thấy không? Ai sướng bằng xe kể chỉ cho phụ coi coi. Ai sướng bằng xe đâu, thấy không? Cái gì cũng có hết trơn á. Đồ chơi. Thấy không? Ngày xưa hoa xe 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 tỉ phụ coi coi nè, thấy không? Em bé đồ còn ngủ đi nha, phụ đi giảng nha. Đi chưa? Thấy không? Xuống không? Xe là xứng nhất á. Nay trời nắng quý vị, nhưng mà buổi lạnh lắm. Nhưng mà nay bắt đầu trời nắng rồi. Rồi ngủ nghe. 8 giờ rưỡi sư phụ giảng nghe, không có ông sùm nữa nghe. Sáng phải tắm rửa cho nó. Tiếng miệng đang tết. Thôi kệ, không nuôi thôi. Nuôi phải cho sạch sẽ.